Hôm nay căn cứ vào kết quả các bạn làm được, hôm nay sẽ mở hai video lên. Mọi người cùng xem lại hai video đấy, chúng ta sẽ tương tác, hỏi trả lời. Rồi sau đó sẽ bình chọn cho cái video nào nó bám sát cái sở nội dung yêu cầu hơn và mình thấy nó tối ưu hơn thì sẽ trao giải theo thứ mà đã quy định trong cái game. Ngày 2 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở văn phòng Sơn Hà Group, giải nhất và nhì của minigame review biệt thự Flamingo Đại Lải đã xác định được chủ nhân. Minigame review biệt thự Flamingo Đại Lải là một hoạt động trong hành trình du lịch 3 ngày 2 đêm của cán bộ nhân viên Sơn Hà Group với điểm đến là Tam đảo Flamingo Đại Lải. Minigame được khởi xướng bởi Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Long và có thể lệ như sau. Cán bộ nhân viên Sơn Hà Group chia thành 3 đội, mỗi đội đều gồm các kiến trúc sư, kỹ sư và nhân sự khối văn phòng để review căn biệt thự Flamingo Đại Lải mà đội mình cư trú trong chính chuyến du lịch này. Hai đội có điểm số cao về hình thức thể hiện và nội dung review đảm bảo các tiêu chí từ công năng, kiến trúc, nội dung, vật liệu sẽ nhận giải thưởng bằng hiện kim cùng bảng ghi nhận thành tích được tặng bởi Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Long. Xin chào các bạn. Hôm nay nhân dịp đoàn kiến trúc sư công ty Sơn Hà đi nghỉ dưỡng thì mình sẽ xin giới thiệu một căn biệt thự mà nhóm mình đang ở để xem biệt thự cao cấp là có những gì và thiết kế như thế nào. Mời các bạn vào đây. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình cùng người. Mình là Hải Yến cùng với Đại Văn Quý sẽ dẫn các bạn đi tham quan và trải nghiệm khu biệt thự Luxury Sky Lake H19. Và chúng ta hãy cùng đi cảm nhận để xem công trình này có gì khác biệt và thú vị nhé. Let's go. Mặc dù đây mới là đầu tiên, thế còn về cái ưu điểm của biệt thự này thì có vẻ thấy quan để nội dung nó làm chỗ nào nhé. Khi mà review xong rồi thì ưu điểm cũng làm ở đâu? Căn biệt thự này thì nó có ưu điểm là cái gì, nhược điểm là cái gì? Thấy đang có vẻ nói chung chung, nhưng vào thì thiết trí ở đây bằng đèn downlight, trần tầng cao, còn ở đây điều hòa cửa gió thì nó là cái gì? Anh thì anh đang kể, tức là dẫn mọi người theo hướng là kể là đi phòng nọ, đi phòng kia, đi nọ, đi kia. Còn đâu của bọn em thì nó là tức là cảm nhận khi bọn em ở đấy và bọn em kết nối, bọn em lồng ghép các ý nhược điểm vào bên trong. Quá là cái về cái kỹ thuật chuyên môn thì chưa đi sâu vào, mới chỉ tập trung về cái không gian mở thôi. Mà qua cái hai cái video thì cơ bản là có cái nhận xét là anh Quang thì cũng nói được về và cái nội dung liên quan đến vì đây là khu nghỉ dưỡng sinh thái mà thì mình phải cố gắng làm sao thoát được lên cái nội dung đấy trước mắt đã, để cho vì những người ta xem cái này là người ta muốn đến đây trải nghiệm thì người ta phải cảm nhận là nó gần gũi thiên nhiên và nó phải có những cái không gian mở rồi nó thoáng như thế nào đấy thì của anh Quang cũng nói được, nhưng mà khi vào trong nhà này không thể hiện được cái nội dung đấy ra. Còn của đội Yến thì thể hiện được cái nội dung đấy nhưng mà nó lại chưa có nhiều lần đầu làm những cái việc ấy nên là ai cũng có những cái bỡ ngỡ, cũng có những cái mà nó hài hước vui nhộn, những cái khác thì team em bên gần ở nhà thì anh em xem cảm thấy là cũng rất là vui, thì cơ bản mình đi nghỉ dưỡng thì mình cũng làm được những cái việc như này là nó là rất ý nghĩa rồi. Thế thì chỉ có một vài những cái mà bọn em cũng là người thiết kế, là người triển khai thì nó có những cái mà ở trong đấy đấy bọn em để ý là khi mình trải nghiệm rồi là nhớ khi mà thiết kế trần trước rồi đèn rồi dèm các thứ đấy. Bám sát kết quả lần thi nhất là cái mini game thì chúng tôi đã thành công đạt được điểm của Quang. Theo
Theo ông Nguyễn Phương Tuấn, phó giám đốc kỹ thuật và thi công, học mà chơi chơi mà học chính là mục đích ban giám đốc công ty quyết định đưa mini game này vào hành trình du lịch Sơn Hà Group 2022 với chủ đề dồn sức dốc tâm sẵn sàng chào tuổi mới. Thông qua hoạt động đào tạo được triển khai theo hướng hoàn toàn mới, các cán bộ nhân viên không chỉ gia tăng sự tương tác với đồng nghiệp, nắm bắt thêm những thông tin thực chiến mà còn thêm tự tin, khám phá bản thân khi chính mình thực hiện những bài thi theo cách hoàn toàn linh động và sáng tạo. Một lần nữa, xin chúc mừng sự thành công của mini game.